Sau bao nhiêu ngày tìm cái chìa khóa hôm nay đã là rồi. Thôi tìm lâu ghê luôn á. Đánh cả mười mấy con mới ra nè. Giờ mình sẽ đi lấy Rengoku ở trong này nè. Đây có cái cửa. Có cái lồng nè, như cái cửa vậy, đúng luôn. Đó rồi, mình thấy ông leo cũng nhảy nè. Thử không cầm chìa khóa mở về được không nha. Trời ơi, nó tự được luôn kìa, đâu có cần mở ra đâu. Chìa khóa này là chìa khóa thư viện ở đây. Rồi, đã có cây Rengoku nha. Ở đâu ra? Rồi, nó mất biến mất rồi. Rengoku, ủa? Kiếm. Ủa? Rengoku đâu? Gì đấy? Chuyện gì á? Sao không thấy Rengoku? Rồi bị lỗi gì rồi? Ulu 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 bị lỗi gì không thấy? À đây là giờ mới hiện ra. Trời ơi, cái gì rồi, có lắc gì đâu ta, giờ nó mới hiện ra. Rồi đây Rengoku. Dạ. Đó. Đẹp quá. Mới lấy được thôi, chưa có cấp gì hết. Rồi. Lửa kìa. Tại vì game, tại vì cái phim Rengoku á, Demon Slayer á, Demon á, bị Rengoku bị chết á, nên admin thêm vô. Ủa, chém đường đỏ kìa, laser, chém laser đỏ. Ok, wow, đẹp quá. Rengoku cái bán kiếm ở đâu, có hình lửa luôn nè. Kiếm lửa chùa. Rồi, để xong rồi nha. Bye bye.